Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay sáng ở Việt Nam rất là phải khí hậu lúc này rất là mát, trời rất là đẹp, gió Tết đang lùa về. Thường thường những ngày này người ta gọi là mùa gió chướng. Thì chị các bạn thấy ở quê nhà, cái cuộc sống thời buổi giờ người ta đi xe ô tô rất là nhiều, xe hơi. Sáng người ta đi ăn sáng người ta đi xe hơi chứ không phải như mấy cái thành phần mà chống cộng nó xuyên tạc đâu. Tôi nói chị các bạn, tôi sống bên đó tôi biết tụi nó xuyên tạc ghê gớm lắm. Tụi nó làm đủ trò đủ kiểu đủ cách để nó phá hoại cái sự bình yên của đất nước. Nó muốn lật đổ cái thể chế Việt Nam này mà ngày xưa cha ông của nó làm không được, bây giờ tụi nó muốn phá hoại thôi. Cho nên anh em chúng ta lên trên mạng này, mục đích chính của chúng ta là làm sao cùng chung nhau vạch mặt tụi nó. Hồi nãy có một cái em bộ diễn đàn của tôi, nó đánh, nó kêu là nó đánh ba chữ CC, anh chị có bạn biết rồi, là cái gì đó, kêu tôi lên Biên Hòa đó xem dân nó làm cu ly, lấy cái cờ gì mà ăn, cu ly không à, vậy đó cờ. Thì tôi mới nói ở đâu cũng phải làm, không làm lấy cái cờ gì mà ăn. Xã hội mà mình có kiến thức trình độ của mình bao nhiêu thì mình làm mình ăn bấy nhiêu, chứ mình đâu có thể nào mà mình sanh ra ở Việt Nam. Có một số những gia đình cái truyền thống cái cách sống họ, con cái họ, gia đình họ giàu có rồi, họ sanh ra trong gia đình giàu có thì được hưởng thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ. Còn ở bên Mỹ thì tôi thấy những cái gia đình giàu thì nó không như vậy, nó bắt con cái nó phải làm rồi mới được hưởng. Còn ở Việt Nam thì những cái người mà lao động như cái em đó vừa nói như vậy thì tôi không có đồng ý. Làm cu ly thì nói chung là tôi cũng là cu ly thôi. Mình chừng nào mà mình giàu có, mình có của ăn của dư của thừa của để, mình không đi làm không làm gì nữa đó, mà mình có tiền để ăn, mình chi phí cuộc sống của mình mới gọi là giàu thôi. Rồi ăn rồi sống coi như là không có gì phải lo lắng, phải bon chen trong một cái xã hội mới gọi là giàu có thôi. Còn ở Mỹ nhiều thằng thấy xe chạy xe mặc xe đi lắc xịt BMW Rolls Royce hay là cái này kia đồ cũng đi làm sắc mặt luôn. Con của ông Donald Trump nó cũng làm sắc mặt nó để đặng mà nó kiếm ra cái đồng tiền nó sống chứ. Thì cái cu ly nó tùy theo cái môi trường sống của mỗi người. Như tôi cũng là một cu ly, các bạn thấy cũng phải đi làm, về Việt Nam tôi cũng phải làm kiếm cơm chứ, không làm mà tiền đâu mình mới mua sắm chi phí hàng ngày và cuộc sống. Các bạn thấy hôm tôi đi Tân Gia nhà ông anh cũng vậy. Có nhiều người, các bạn thấy có những người giàu như vậy thì cũng có những người ta ở từng lớp trung lưu. Mình nói cu ly thì nó quá đáng không? Ở từng lớp trung lưu thì họ trong đó đông lắm chứ không phải ít đâu. Tại vì người ta đi tiệc thì người ta ăn mặc rất là sang trọng, ăn mặc rất là lịch sự chứ không phải sang trọng nữa. Đủ kiểu người trong đó à. Trong cái buổi tiệc đó tôi nói anh chị không? Ít nhất là cũng có 20 người mà dân mà lao động phổ thông á. Thợ hồ nè, quét gác nè, dọn dẹp nè, chứ không phải là không đâu mà họ có cái kiến thức bao nhiêu đó thì họ sống thôi. Còn ở Mỹ mà cu ly mà không được đó, là phải đi làm homeless, phải sống cuộc đời vất vả chăm bề, nhà cửa không có để ở, vỉa hè không có để mà ngủ nữa đó, cái vỉa hè nó cũng không có để mà ngủ để che thân che mái che tạm nữa, phải đi ra ngoài rừng mày rú để đặng mà sống chứ không phải là như vậy. Mình cái cuộc sống mỗi người có cái hoàn cảnh và cái khả năng, cho nên mình đừng có gì đó mà mình than phiền, mình trách móc. Các bạn thấy những cái điều đó bởi mấy cái tụi mà chống phá xuyên tạc đất nước đó, nó khốn nạn lắm, nó sử dụng những người này nè anh chị bạn, những cái người mà họ có cái cuộc sống thấp gì đó, nó kích động những người này. Rồi họ làm cho những người này họ bất mãn thể chế, bất mãn xã hội, họ đi ra họ làm rối loạn lên. Thường thường trong một cái xã hội mà nó bất ổn là do những cái người mà họ bị cái đám mà nhiều tiền lắm của nó đổ ra, hay là những cái đám thẩu tả vì lợi ích của nó đổ tiền ra để đặng mà nó xúi dục. Các bạn thấy nước Mỹ hiện nay cũng vậy thôi, chứ nó có tự do dân chủ cái con khỉ khô gì đâu, tam quyền phân lập cái khỉ gì. Toàn là mấy thằng mà lắm nhiều tiền lắm của nó thao túng thị trường. Các bạn thấy từ thằng Facebook, thằng Twitter, thằng Amazon, rồi
thằng Elon Musk, thằng Tesla đồ đó, toàn là những thứ tay to mặt bự mà. Nhưng ngay cả ông Michael Lombard, ông đó là cũng là tỷ phú đô la đó, các bạn thấy ông bỏ ra trong cái cuộc vận động vừa rồi đi bầu cử rồi đó, ông bỏ ra hơn 1 tỷ đô để đặng mà ông đánh bại ông Trump, để đặng hạ rụt cái chính quyền của ông Trump. Các bạn thấy khủng khiếp lắm chứ, nó có dân chủ tiền không à. Khi mà đồng tiền nó làm cho con người ta bị lệ thuộc rồi đó, nô lệ vào trong đó rồi, nó biến mình trở thành một con người rất là khủng khiếp. Tôi nói thiệt với anh chị các bạn, khi họ mất đi cái nhân tính của họ, họ chỉ biết cái lợi ích thôi. Đó là những cái thành phần chống cộng phá hoại đất nước hiện nay tụi nó đang làm. Các bạn biết nó muốn cái, nó không muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo đất nước, và nó không muốn như vậy, nó không muốn đất nước mình tốt đẹp hơn, nó không muốn người dân của mình có cuộc sống cơm no áo ấm hơn, đất nước mình yên bình hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Tụi nó không có muốn, nó lên nó cho ăn toàn là cái bánh vẽ không à. Chứ không phải như các bạn nghĩ rằng tụi nó bên đó, ô thằng nào nấy là toàn là dân có ăn học, có hiểu biết, có trình độ và kiến thức, đời sống công ăn việc làm ổn định, toàn là dân thổ tả. Nói như cái em mà vô trong diễn đàn tôi nói, cu ly không à. Mẹ cu ly bên Mỹ nó còn tệ còn hơn dã man ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam đi làm cu ly còn anh em bạn bè thân thích, nhiều khi chủ, đấy các bạn thấy đó, buổi tiệc đó, chủ người ta còn mời vô ăn tiệc ngồi bàn sang trọng. Còn cu ly bên Mỹ không có cửa đâu, bà nó cha nó đạp được đó. Các bạn thấy hôm qua Mỹ đi làm nail đó, nó đạp, nó đánh, nó đập, nó đổ thuốc nail lên trên đầu trên cổ nó làm. Rồi hai vợ chồng cái thằng ở bên Mỹ các bạn thấy đó, khủng khiếp lắm. Nó hà hiếp nhau, nó đủ kiểu đủ cách đó. Chứ đâu phải đâu các bạn nghĩ đâu. Cho nên tôi nói cho các bạn hết sức cẩn thận, đừng có vì những cái vật chất đó mà mình bán rẻ cái tổ quốc của mình. Bán rẻ cái tổ quốc của mình như vậy nó không có tốt. Một con người mà mình không có cái tổ quốc, kính trọng cái tổ quốc, thì con người mình cũng không có ra gì đâu. Tôi nói chị mà, không lớn nói thành người. Như cái bài hát quê hương là chùm khế ngọt, nó rõ ràng là như vậy. Tại sao một tác giả người ta làm qua được bài hát như vậy? Bởi vì trong tâm tư người ta thấy được cái gì đó, người ta đã làm thơ và phổ thành nhạc. Các bạn thấy rất là hay. Còn những cái truyền thông ở trên mạng này, tôi cũng coi xem tin tức đó đây, thì tôi thấy rằng anh chị em các bạn hết sức cẩn thận. Tại vì tôi sống ở ngoài, với lại cái chế độ tư bản của Mỹ nó rất là xảo trá. Thằng đối với tôi hồi nào tôi chưa bao giờ tôi tin tưởng vào cái chủ nghĩa tư bản cả. Khi mà tôi đã nhìn thấy nó từ cái biến cố 911, rồi sau cái biến cố năm 2008, rồi cho đến hôm nay, là tôi nói anh chị các bạn, nó chỉ là một cái bình phong, một cái bức tranh vẽ bên ngoài thôi. Hiện nay nhìn nước Mỹ đi, các bạn thấy nó đã hiện ra rõ ràng. Hồi nào giờ tôi chia sẻ trên mạng, tôi nói về nước Mỹ rất là nhiều mặt trái của nó. Những gì nước Mỹ đang xảy ra hiện nay đối với tôi chẳng có gì lạ cả. Bởi vì tôi sống với nó, tôi biết nó quá rồi. Tôi làm việc với nó, tôi ngồi chung phòng với nó, tôi làm việc, tôi thấy, tôi biết hết. Tôi nói chị coi, hồi xưa mình không biết. Mình bây giờ có ở trong chăn mới biết chăn có rịp. Ngày xưa nói thì nó sẽ bị trù dập, bây giờ nó lộ ra hết rồi. Còn gì nữa mà đi kiếm thằng Lợi Minh mà đã đảo nó, trục sức nó. Các bạn thấy không? Cái đời sống bây giờ mình phải làm thôi, mà ở quê hương mình bây giờ đang yên bình như vậy. Tôi nói anh chị các bạn, kinh tế Việt Nam trong khi đó khủng hoảng mỗi nơi hết. Mà tôi cứ vào tôi theo dõi thị trường chứng khoán của Việt Nam giao dịch ở bên New York đó anh chị các bạn. Có nhiều người trong nước người ta không có hiểu, thì khi tôi nói thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tới New York, họ chưng hửng. Các bạn biết từ hồi lúc mà kinh tế nó bị khủng hoảng, lúc mà đại dịch đó, nó rớt xuống có 9 đồng mấy thôi, mà bữa nay nó vượt lên 18 đồng mấy. Tôi nói rất là mừng, rất là mừng. Tại vì một xu bên Mỹ nó quay ngược về Việt Nam, nó các bạn biết nó có một cái giá trị rất là lớn. Tại vì ở Việt Nam mình hiện nay tờ giấy 1.500 người ta còn lưu hành. Các bạn đi ra chợ các bạn cầm 500 các bạn vẫn còn xài được, và 1.000 đồng các bạn vẫn còn mua xài được, vẫn còn mua bán trao giao dịch, mua được cái món hàng được. Điều đó chứng tỏ đời sống Việt Nam còn rất là tốt. Còn đừng có nhìn cái đồng đô la ở đâu nó heo đó thôi,
ở bên Mỹ tiền lớn sống lớn, một đô bên đó nó ra 20, một đô bên đó hả, mua không được cái kẹo nữa, mà mua còn phải đóng thuế nữa, cái người mua còn phải trả từ 8% cho đến 11% tùy theo tiểu bang, tùy theo vùng, tùy theo thành phố nữa. À, cuộc sống ở ở đâu cũng phải làm thôi, chứ mình ngồi đó mình than phiền được cái gì, rồi làm là ai cho mình ăn, cái ngồi đó mà chờ người khác cho ăn không chết mẹ rồi, phải cố gắng lên chứ. Còn truyền thông mà những cái vấn đề mà tôi nói chị các bạn, nhiều khi anh chị các bạn cẩn thận như thế này nữa nè. Tôi nghe rằng cái đài BBC đó, cái đài BBC này nó là một cái đài rất là lợi, đài truyền thống lớn của nó nằm ở Anh. Mà anh chị các bạn biết cái đài BBC này đó, hồi nào giờ đó nó lập ra một cái đài do cho người Việt, mục đích của gì, hồi cái thậu hồi khi mà đất nước mình còn chiến tranh và còn khó khăn, khi đất nước mới hòa bình thống nhất đó, thì cái đài BBC này nó hoạt động rất là mạnh tại chủ trương của thằng Mỹ, thằng Anh và tụi châu Âu đó, nó muốn dùng những cái đài như vậy để đặng mà nó dập sạch chế độ, nó đánh sạch chế độ, cho nên nó tuyên truyền, nó bỏ tiền ra nó nuôi những cái con này, những cái người Việt này, mà những thành phần này là cốt cán chống cộng. Mà bởi vì tôi không thích cái thằng Mỹ ở cái chỗ là nó ngoại giao với Việt Nam mình rồi, nhưng mà nó vẫn còn âm mưu, nó gọi là thiết âm mưu của nó. Thay vì nó dẹp hết mấy cái đài đó, nó dẹp hết những cái đài đó để đặng mà tạo cái sự ổn định cho nhau. Bây giờ những cái đài này, tôi nói chị bạn, nó không, nó khi mà nó đưa cho người Việt rồi bây giờ đó, các bạn đừng có nghĩ là nó là những đài những cái kênh lớn nha. Khi nó qua Việt Nam rồi đó thì nó hoàn toàn khác, tại vì do người Việt mình quản lý và làm truyền thông thôi, nó hoàn toàn khác với lại người Mỹ hay là người Anh hay người châu Âu. Cho nên những cái tin tức của nó khi mà lên những cái đài qua đài RFA rồi đài BBC đó, các bạn biết mấy thằng này nó dựa hơi thôi, bây giờ nó dựa hơi thôi, nó dựa hơi thằng Mỹ, nó dựa hơi những cái đồng tiền mà tài trợ của thằng Mỹ và tụi châu Âu cho cái đài đó. Bây giờ nó đã lập lên rồi, không lẽ bây giờ nó dắt chanh bỏ vỏ, thì các bạn thấy không, nó kỳ quá đi. Thì ra nó cứ để đó cho mấy thằng này, kệ cha tụi bay, tụi bay làm chừng nào hết nổi thì sập thôi, nó cứ để vậy đó cho nó, chừng nào nó nói riết rồi mà Việt Nam càng lúc càng phát triển, càng dân chủ, đời sống Việt Nam càng tự do, càng cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh, xã hội công bình hơn, tốt hơn, thì các bạn thấy càng lúc nó càng xấu hổ, thì nó tự động nó sẽ quay theo Việt Nam thôi à. Nhớ bây giờ nó chỉ có vậy thôi. Cho nên nhiều khi tôi thấy rằng mấy cái đài này á, nó lên nó tuyên truyền, nhiều khi nó đòi cái này đòi kia, đòi Việt Nam là mình phải chính quyền Việt Nam là phải rõ ràng trong vấn đề mà dân biết, dân hiểu, dân làm. Cái đó là mị dân và xảo trá. Tôi hỏi anh chị các bạn, nói về nước Mỹ, dân biết, dân hiểu, dân làm. Ông Obama, ông làm 8 năm vậy chứ dân có biết ông làm tiền ở đâu ra, bây giờ ông trở thành tỷ phú không? Ông làm xong rồi, ông có nói cho dân biết tiền đó ông đâu ra không? Ông có nội cha, ông cũng dám tuyên bố. Ông làm 8 năm trời, ngày xưa ông chỉ là một người luật sư len lỏi vào trong cái chính quyền Mỹ, đi từ một tay luật sư rồi vào trong ghế thượng viện rồi leo lên được cái tổng thống. Ông lòn lòn vô đó được. Các bạn thấy giờ trở thành một tỷ phú, ông đi ở bây giờ tiền của ông ha, nhóc luôn, ra sắm biệt thự, ông mua cái biệt thự mấy chục triệu đô, anh các bạn thấy 25 triệu đô. Ngon không? Sướng không? Mà còn được cung phụng nhà chính phủ á, là phải cung phụng ông những cái công đời, tiền đó cho hết đời, chừng nào ông chết thôi, cho vợ con ông. Thế thì nó có ra đó nó công khai không? Nó nói ông làm gì tiền đâu ra không? Thì tôi hỏi anh chị em, như cái chuyện của ông Bill Clinton á, ông trước khi ông chơi cái con, ông chơi ông ngủ với con Monica Lewinsky á, ông có ra đó ông cho dân biết không? Để dân biết giờ để đặng mà dân hiểu không? Ông đâu có, ông giấu, các bạn thấy không? Thành ra mấy cái tụi mà mấy cái đài tin tức mà nhiều khi nó dùng cái sức ép vào một cái cơ quan nhà nước Việt Nam nào đó, người ta nghĩ rằng tưởng đâu thật. Mấy cái thằng bá dơ đó mà gì, mấy cái thằng bá dơ đó mà gặp tôi rồi tôi bút nó hồi là nó xách dép nó chạy thôi à. Tại vì nó không có, nó nghĩ rằng những người mà người ta không ở nước ngoài á, là nó có thể nó lừa được. Cho nên nó xạo trá lắm anh chị các bạn. Tôi nói anh chị các bạn, mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, mấy cái đám mà
tổ chức đồ nhân quyền rồi mấy cái đám mà cờ vàng cờ xí rồi ở bên Mỹ ở hải ngoại toàn là tàu lao không à, tại vì thằng Mỹ nó là cái hiệp Trung Quốc, nó là cái hiệp Trung Quốc, nó rất là phức tạp, cho nên nhiều cái thấy nó dựa hơi vô cái đài tiếng nói của người Việt BBC là ôi trời ơi cái đài này ghê lắm nha, cái đài này khủng khiếp lắm nha, của cái đám Việt Nam thôi, cái đám thổ tả thôi. Ngày xưa thằng Mỹ, thằng châu Âu tụi nó dùng cái đài đó. Các bạn biết từ thời chiến tranh Việt Nam mình, cái đài đó nó cũng đóng góp cho cái tụi mà Mỹ trong cái sự tiên triền của tụi Mỹ. Chứ không phải là khờ đâu, nó cũng khiếp lắm, thằng Mỹ mà. Bởi vậy nó là con dao hai lưỡi. Chơi với nó phải cẩn thận, nó đi những cái bước cờ của nó, mình phải cẩn thận. Cái chính quyền của nó cũng vậy nữa, chính quyền ông này lên, chính quyền ông khác lên rồi nó thay đổi, rồi nó làm nhiều cái bất di bất dịch lắm. Thằng nào lên room được mớ tiền rồi về, các bạn thấy gia đình ông Bill Clinton ngày xưa cũng đâu phải là tỷ phú đâu, bây giờ chèn ơi, ông bà đó các bạn thấy đu thứ chuyện hết rồi, gia đình của con ông Biden là tổng thống sắp tới nè, các bạn thấy màn trời ơi, tôi nói ớn chè đậu luôn. Thế thì dân biết, dân hiểu, dân làm thì sao chàng ơi, mà trong khi đó nó đòi Việt Nam là phải minh bạch vấn đề mà dân biết, dân hiểu, dân làm, ý dân. Mày hàng đất ơi, tàu lao mấy cái đám truyền thông thổ tả đó, khi nào mà anh chị các bạn coi tin tức á, tôi nói anh chị mà những cái tin tức mà đài mà của tụi hải ngoại đó, BBC World rồi, khi mà nó viết cái gì á, tôi chỉ coi lướt qua thôi là tôi biết mấy cái đám thổ tả này rồi. Mà khi nào mà tin tức mà truyền thông á, nó đưa vào trong những cái kênh mà tổng hợp á, như Yahoo nè, tin tức Yahoo nè, rồi Microsoft, NBC nè, rồi Google nè, nó có những cái tin tức tổng hợp đó. Nếu mà tụi BBC của đài Việt Nam á, của tụi Việt Nam đó, mà nó lọt vô trong đó được á, thì nó mới hay. Còn không mà nó tự biên tự diễn, nó ngồi trên đó nó múa thiều rìu qua mắt thợ, nó dựa hơi hàng BBC đài mẹ của nó ở tại Anh đó, các bạn biết nó dựa hơi vô đó thôi, rồi nó nghĩ rằng rồi nó có thể là nó uy hiếp cơ quan nhà nước Việt Nam, nó dùng truyền thông của nó uy hiếp. Nó chẳng có cái con khỉ khô gì cả, cái đám thổ tả đó nó là cái thơ gì mà nó đòi Việt Nam phải minh bạch, dân biết, dân hiểu, dân ý, dân làm. Tào lao, cái đám thổ tả mắc dịch toàn là con cháu của cái lũ mà gọi là bại binh bại tướng, không làm nó con khỉ gì hết, rồi ngồi vô trong mấy tin tức đó ăn tiền thôi, nói chung là tiền lương, tiền ăn của nó. Bây giờ nó không có tìm cách, nó xuyên tạc thế này thế nọ thì nó lấy con khí gì nó ăn, nó bị mất việc thôi. Cho đến khi nào mà nó thấy không còn ăn nữa thì nó phải chuyển hướng thôi. Cho nên Việt Nam mình ngày càng, bởi vì ông trời tôi thấy ông cũng thương cho đất nước quê hương dân tộc mình, và ông cũng nhìn thấy quê hương mình, con người dân Việt Nam của mình luôn luôn biết cần cù lao động và phấn đấu, đất nước mình ngày càng tốt hơn. Và những người lãnh đạo tôi thấy Việt Nam rất là ưu việt. Nói về vấn đề mà đất nước một đảng, tôi nói chỉ có Việt Nam mình mới có được một cái quốc gia như thế này thôi. Trong cái thời kỳ bối cảnh này, những cái biến động trên thế giới, nhất là ở Mỹ, đối với tôi chẳng có gì lạ cả. Tại vì tôi đã nhìn thấy nó đã trong quá khứ rồi, mà nó chưa có bộc lộ ra hết thôi. Ngày xưa nó ém nhẹm nhau, nó dùng đồng tiền nó ém nhẹm nhau. Một khi ông Trump này ông lên, ông bẻ cái bánh của nó đi, thì nó quay qua nó lật đổ ông thôi. Cái cuộc bầu cử nó rất là phi nghĩa. Các bạn thấy đó, dân biết, dân Mỹ họ biết, dân Mỹ họ hiểu, dân Mỹ họ làm mà làm được cái gì. Hàng tối cao pháp viện nó cũng ngồi làm thinh luôn, nó cũng bao che luôn. Một cái tòa án tối cao pháp viện mà hồi nào giờ người ta cho rằng nó là tốt nhất, nó là công bằng nhất, bây giờ nó cũng ăn theo luôn. Hỏi các bạn chứ còn gì nữa. Rồi cái bên mà General Attorney Bill Barr là cái ông đó là về bên ngành tư pháp đó, bộ trưởng bên tư pháp đó. Anh các bạn thấy chính ông cũng biết nó sai trái như nè, mà ông cũng làm thinh không dám nói ra. Các bạn thấy không, nó khủng khiếp. Thế thì dân biết, dân làm, ý dân là ý con khỉ gì. Mà trong khi đó nó quay về Việt Nam, nó bảo nó muốn là cơ chế Việt Nam phải minh bạch với dân thế này thế nọ, tào lao.
những cái sự việc mà một cái chính quyền đã được dân bầu lên, người ta đại diện cho dân, người ta làm việc, chứ nó đâu phải cái gì dân cũng hiểu hết đâu. Trong dân thì nó cả chỉ yêu người hàng chính hơn chứ gần 100 triệu người, mỗi ý chính người 10 ý rồi, mà cái kiểu đó nó lộn cào cào lên hết. Xuống qua đây cái ông làm thợ hồ, mà cái ông kia thì kỹ sư ngồi làm việc, mà hỏi chứ làm sao mà nó có chung được cái project, cái phương án được. Một khi những người mà đã được bầu lên lo cho cái đất nước thì cái sự tin tưởng đại đa số của người dân đặt tín nhiệm vào trong đó, đó là nó gọi là một cái thể chế gọi là dân chủ. Tại vì những người ta đã được hiểu biết, người ta đã giao quyền cho một cái cơ chế lãnh đạo để làm xây dựng đất nước, chứ không lẽ tự nhiên đi xuống rồi hồi giờ hỏi cái, tôi nói nhiều khi không phải mình phân biệt giai cấp giàu nghèo hay này nọ, đi hỏi cái thằng bán vé số bây giờ chuyện quốc phòng, chuyện kinh tế, chuyện chính trị nó có biết cái gì đâu. Tôi hỏi các bạn, mà mấy cái đám mà đài BBC, mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại đó, nó sử dụng những cái người này như cái thằng gì, có cái em mà vô nói lên kêu tôi lên Biên Hòa xem người ta là dân làm cu ly trên đó. Chàng ơi, ở đâu có phải làm thôi, tại vì khả năng của mình như đó. Bây giờ không lẽ cái người mà đi làm tại hồ bây giờ giao cho cái công việc kỹ sư, hay là những cái đồ án, hay là kiến trúc sư architecture, hay là về bên những lĩnh vực khác, làm sao người ta làm? Các bạn thấy những người lãnh đạo cũng vậy, người ta ở những cái chuyên môn đó, nó về những cái bí mật quốc gia nữa, và những cái vấn đề lãnh đạo ngoại giao. Nhưng mà nó cái tụi chống cộng, cái đám mà đài BBC, đài tin tức Mỹ, cái tụi mà thằng Ben Trương Tân Thái rồi con Lý Sà, thằng Lý Sà Phạm đồ, tụi Đào Nguyên Quân rồi, cái đám thổ tả đó nó ngồi đó cứ đòi là Việt Nam không có dân chủ, không có tự do nhân quyền vân vân cái này nọ, mà trong khi đó bên Mỹ, thằng Mỹ nó đập má nó nhìn nó ra đụng tới hàng đụng tới cảnh sát Mỹ, đụng tới vấn đề mà pháp luật Mỹ, súng là nó dương càng ra ba toan, mà ngựa thì nó cởi nữa, nó búng văng bên này quăng bên kia đó, cái cuộc mà nó bạo loạn vào trong tòa nhà trắng các bạn thấy đó, vào trong đó nó bắn chết 4 người, nó nằm đo đất liền. Bây giờ dân biết, dân hiểu, dân xuống đó dân làm được cái gì? Mày đụng tới hả, mày vượt qua cái hàng rào, cái ranh giới đỏ hả, tao bắn mày cho mày đo đất. Các bạn thấy không, bởi vì nó xạo chá lắm. Thì khi tôi đi đâu thật rảnh, tôi ngồi tôi xem tin tức, tôi lướt tôi đọc, tôi thấy những câu chuyện mà những cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lên mạng, nó đưa ra những cái kiến nghị thư này kiến nghị thư nọ, lên trên cái quốc hội Mỹ hay này cái này kia, toàn là tào lao. Tôi nói anh chị các bạn biết, tại vì cái xã hội mấy thằng tư bản nó dùng đồng tiền của nó thao túng. Nhiều thằng mà làm trong quốc hội á, nó đại diện cho cái cộng đồng người Việt thì nó phải ăn tiền, thì nó xạo xạo vậy thôi. Như tôi lấy bằng chứng để anh chị các bạn thấy, cái bà Sandra, bà này là dân biểu của cộng đồng Việt Nam ở Bosa đó. Ngày xưa tụi dân Bosa chống cộng á, nó thần tượng bà như là thánh vậy đó. Bà là người Mễ Tây Cơ, các bạn biết. Chèn ơi, bà chống Việt Nam mình, bà ghê lắm. Tại vì bà lấy cái lá phiếu của tụi nó, sau này bà thấy bà ăn không được rồi. Tại vì cái tầng lớp trong người Việt ở cộng đồng nó tấn lên, nó ăn học nó ra, nó tấn lên, bắt đầu nó nhảy vô cái hàng ghế của bà thấy không được, bà buông tụi nó. Cái ông bà đi qua bên Cuba, bà ôm ông Fidel Castro, ông chủ tịch nước Fidel Castro, bà hung, bà bắt tay chàng đặc ơi, nó chửi bà không còn gì hết luôn. Rồi sau này bà thấy cộng đồng Mễ Tây Cơ, cộng đồng người Hispanic, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha rồi đó, bà vào đó bà ủng hộ bên đó. Các bạn thấy tụi chính trị nó vậy đó. Thành ra cẩn thận chứ đừng có một thằng này nói, thằng kia vỗ tay. Mèn đất ơi, cái chính trị Mỹ mà money, nó tất cả là gì? Money, đồng tiền thôi. Nhiều thằng mà làm việc trong cái quốc hội Mỹ như vậy, ô tôi phản đối Việt Nam này nọ. Tại vì nó mấy thằng mà chống cộng hải ngoại, các bạn biết cái đám đó, nó nịnh bợ, nó ngồi đó, nó năn nỉ mấy thằng đó, nó kiếm, khi nó đứng nó vừa hơi. Hồi đó tôi thấy có người nha, chụp được hình chung với ông McCain, mèn đặc ơi, mấy cái tụi chống cộng mừng quýnh đích luôn. Ngay cả cái đám mà dân chủ cụi trong nước cũng vậy,
chàng ơi, nó chụp được ông McCain hay là một cái bà nào mà vấn đề ngoại giao mà tới Việt Nam mà đi mà thăm chàng ơi, nó có đó nó chụp nó đăng lên giống như cái thằng gì mà tôi quên rồi ta, mấy cái, anh em mấy thằng gì tôi, cái thằng một thằng thì vừa qua bên Mỹ rồi cuối cùng cũng phải đi rửa chén đó. Ở Việt Nam thì cho thằng cái thằng đó là chống cộng bờ hồ á, cái thằng đó dân chủ bờ hồ á, cái khủng khiếp lắm anh chị các bạn ơi. Tại vì tôi sống bên Mỹ, tôi làm việc cho công ty Mỹ và tôi chơi với tụi Mỹ, tôi làm việc với nó, tôi hiểu tụi Mỹ. Tôi nói anh chị các bạn những cái pháp luật của Mỹ, tại vì mình mà không hiểu đó là nó quất mình chết chứ không phải giỡn đâu. Nó chơi nhiều cái điểu lắm, nó không được là nó có thể nó chăm chọt mình, nó dùng cái pháp luật đó nó quất lại mình, nó ghê lắm. Nó bỏ tiền ra, nó ăn chia, nó chơi với mình xong rồi nó thấy mà mình không có hiểu một chút nào đó hơn nó hay là gì đó, nó kiếm cách nó dìm hàng rồi chứ không phải đơn giản đâu. Tôi nói với bạn phức tạp lắm. Cho nên các bạn đang có một cái thể chế như vậy, một cái đất nước như vậy, các bạn thấy hiện nay Việt Nam, tôi mới về có hơn có một tháng rưỡi thôi, hai thành phố đã được lên, thành phố Thủ Đức được ra đời, bà con dân chúng náo nức nhộn nhịp ăn mừng, đất đai bất vừa cuộc sống đổi đời lên mà người ta đang vươn lên. Các bạn thấy giờ nghe tới thành phố Thủ Đức, nhà cửa bất động sản đó bây giờ bắt đầu lên giá, rồi nó sầm uất cho lên, rồi bây giờ lại cái đảo Phú Quốc, huyện thuộc về huyện An Giang, tỉnh An Giang bây giờ cũng mới được lên thành phố nữa. Chàng ơi, nó nhộn nhịp các bạn, sự phát triển của đất nước. Trong khi đó mùa Covid nó bị ảnh hưởng đến kinh tế đời sống hàng nghìn triệu người dân trên toàn thế giới, khủng khiếp. Thôi thì lại mình like ở đây, chúc anh chị các bạn một ngày mới an khang và thịnh vượng, luôn luôn phấn đấu. Dù mình làm cu ly, tôi cũng là cu ly thôi. tôi cũng đi làm cu ly, cũng phải kiếm tiền, cũng phải sống mưu sinh, mà cuộc sống nó phải như vậy chứ đâu phải thức dậy cái ngồi cái có cái sung rụng rớt xuống đâu, chứ không lẽ ngồi ngủ một đêm tối thì cầu nguyện sáng vậy, xin ông trời gớt cho con bịch bánh, gớt cho con có cơm con ăn. Như vậy thì làm sao mà khá nổi, làm sao mà phấn đấu, là con người của mình nó không ăn học được, không hiểu biết được, mình cứ ngồi đó cái cầu nguyện làm sao mà cho nó gớt cái bịch bánh xuống đó đi đặng mà ăn cái gói cơm chút mà ăn. Cái ngồi đó là tôi như vậy đó, là tôi mới hạnh phúc, là tôi sống, tôi mới là một cái người, tôi mới hài lòng với lại một cái cơ chế tầm bậy tào lao trong một cái xã hội. Ngay cả Mỹ các bạn biết, một đứa trẻ nó sinh ra, nó lớn lên mà nó được giáo dục trong cái mô hình xã hội của nó, 15, 16 tuổi là nó cho những đứa trẻ đó tự lập về những cái mô hình sống của nó, để nó có thể ra đời, nó làm bất cứ công việc gì, nó có thể survive, nó có thể mưu sinh trong cái cuộc sống của nó. Chứ không phải nó tự nhiên nó sanh ra rồi có liền đâu. Không phải là cái phúc lợi xã hội ở bên Mỹ nó rất tốt, nhưng mà không phải lúc nào là cũng có, là ai cũng được. Và là có cái đó là mình có thể ngon rồi, nó bạn sống cái đó là con người của mình nó cũng bị lú lẫn, ngồi nó ăn tiền của người khác đóng cho mình ăn, nó lú lẫn. Cho nên cái gì cũng vậy, xã hội đất nước nào thì mình phải phấn đấu lên thôi. Con mình đi ăn đói bụng quá rồi. Ok, xin chào anh chị các bạn nha, bye bye, mình đi kiếm cái gì ăn, mình đi ăn hủ tiếu nè, phải hủ tiếu. Xin chào anh chị các bạn nha.